À, xin chào anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh em đây là loại lò xo nhập của hàng tiệp chính ký nha, 631. Thì em sơ lược nó là cái số vòng này là 37 vòng, chuẩn nó 37 vòng nha. Chiều dài là 22,5 cm. Đường kính 19 ly. Sợi thép là 3 ly. Thì anh em mà xài cái chiều dài anh em lò xo cho anh em nó xài, nếu mà thời gian nó còn 21 hay là 22 á thì nó bị ngắn rồi. Đúng chuẩn là 22,5 nó mới đúng chiều dài được nha. Còn ngoài ra là mình xài nó ngắn là nó sẽ yếu đó. Thì lò xo phải đúng lực của nó, chứ anh em muốn mạnh hơn là không được. Anh em lấy buộc xe bỏ vô xài nó cứng, nó bắn nó không chính xác được đâu. 9 kg là đúng lực 9 kg nha. Thì cái loại này hiện nay là làm điên đảo anh em dân chơi, em xài tiệp là mua này rất là nhiều. Thì cái tem mát này nó không quan trọng, quan trọng chất lượng thép nó ra thế nào. Thì mình hôm nay mình tháo ra mình bẻ thử cho anh em coi nha, so với cái hàng chợ. Lò xo này là chợ nè, còn hai này là hàng xịn nha. Giờ mình tháo ra mình bẻ cho anh em coi. Rồi giờ mình tháo ra, rồi mình để hai bên nha. Rồi hàng này là hàng chợ nè, hàng này là hàng xịn nè nha. Rồi trước tiên mình bẻ hàng chợ trước. Chợ nè, bẻ nè nha. Rồi buông ra, em thấy không, chợ nó cong này thấy không nè. Bẻ thêm cái nè, chợ buông ra, anh thấy mấy chợ nó cong vòng này thấy không, thấy không. Rồi để chợ qua bên nha, tới xịn nè nè, bẻ nè. Rồi buông ra nè, giữ cái hồ nè nha. Rồi buông ra, anh thấy lò xo thẳng đường luôn không, thấy không. Rồi bẻ nè, giữ nè, buông ra, bẻ chục cái cho anh em coi nè nha. Rồi giữ nè, buông ra nè, em thấy lò xo thẳng đường luôn thấy không, so với hàng chợ nè. Hàng chợ nó cong vòng nè thấy không, đó chợ cong vòng nè, xịn thẳng đường này thấy không. Hàng chợ cong vòng nè, tay trái mình hàng chợ nè đó. Hàng xịn này bẻ tiếp nè, bây giờ chụp cái cho anh em coi nha. Rồi, buông ra nè, anh em thấy thẳng đường luôn không. Rồi giữ nè, rồi buông ra nè đó, bẻ tiếp nè. Rồi, buông ra nè nha, bẻ tiếp nè, buông ra nè. Anh em thấy là cho thẳng đường luôn không nè, giữ nè, buông ra nè đó. Anh em thấy thẳng đường luôn không, so với hàng chợ nè, chợ cong vòng này thấy không, xịn nè đó. Anh em thấy không, bẻ mấy chục cái đó, thẳng đường luôn thấy không đó. Thì bên mình bán, có bán lá gió xịn nè, cho hàng tiệm nha. Gió xịn mình ở sau đó đóng số với cái viền lá gió mình đã nhựa trong khe à, nha. Hàng xịn, hàng nhập á. Rồi này lá gió của hàng 9 kg đời mới nè, với 12 kg này hàng xịn luôn nha. Cao su nó tốt hơn, hàng chợ cao su nó mềm, còn hàng xịn cao su nó cứng hơn nha. Rồi anh em cần alo số điện thoại mình tư vấn cho nha, gần gọi số này.